Tretinoin thì có thể trị sẹo lõm, sẹo rỗ được hay không? Thì tretinoin là với những cái cơ chế là nó ức chế cái enzyme thủy phân collagen, đó là collagen lasa, và nó sẽ kích thích tăng sinh collagen và elastin ở trong trung vì, thì nó cũng sẽ giúp chúng ta làm mờ những cái nếp nhăn nông này và kích thích tăng sinh da đầy đặn hơn. Tuy nhiên đối với cả những cái sẹo lõm mà đã đáy nó màu cùng với màu da rồi và sẹo lõm lâu năm rồi thì chúng ta sẽ không thể nào trông chờ vào một cái tip tretinoin được đâu, mà sẽ đó chỉ là cái phương pháp mà nó hỗ trợ thêm thôi, còn chủ yếu là vẫn phải làm thêm những thủ thuật can thiệp như là tách đáy sẹo này và sử dụng thêm những chất tăng trưởng hoặc là lăn kim, phi kim và hỗ trợ thêm nhiều những thủ thuật khác nữa.